of stretching. Sit now. Please give a big hand for Mr. Mark Lepo, General Manager of Stretching South Asia. Now, please give a big hand and welcome our artist, Nguyen Binh. Bây giờ hãy trên một trận tay thật lớn để cùng chờ đón ảo thuật gia Tiến Đạt. Cùng với chúng tôi chào đón ba sản phẩm của ngày hôm nay. Được chào đón như sân khấu tiếp theo, đại lý Ngô Thị Lệ Chi. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị tiếp tục hướng sự chú ý của mình về khu vực sân khấu chính để cùng chào đón những nhân viên đã cống hiến hết mình cùng với Spreading trong chặng đường 10 năm vừa qua. Xin phép được vinh danh và chào đón trên sân khấu ông Nguyễn Văn Phục.